đời này con người ta thích như vậy, đúng không ạ? Ít quan tâm tới chuyện của bản thân của mình mà chỉ muốn quan tâm đến chuyện của người khác. Và cái lòng ganh tị đố kỵ chưa bao giờ là chấm dứt ở trong cái cuộc đời này. Người xưa người ta nói câu là gì ạ? Trâu buộc thì ghét trâu ăn, quan võ thì ghét quan văn dài cuồng. Những người phụ nữ với nhau mà sống thì cũng rất là khổ. Đàn ông thì ít khổ hơn quý vị. Ví dụ như người phụ nữ là người ta có thể nhìn nhau, xó đo nhau từng sợi tóc, từng sợi lông mi, từng cái móng tay, từng cái áo, từng cái quần. Đúng quý vị? Ai họ nói cái gì với mình mà mình không phản ứng, có nghĩa là mình không có nhận diện, không có nhận rác từ người ta về nhà của mình. Tại vì những người mà họ luôn buông ra những cái lời nói độc ác, những cái lời nói không tốt đẹp á, thì rõ ràng quý vị phải thấy được rằng là những người đó họ đang chất chứa trong bản thân của họ là những cái độc tố, những cái điều đau khổ. Và nếu như người ta nói ra một điều, mình tiếp nhận một điều, người ta nói cái gì mình tiếp nhận cái đó, có nghĩa là mình đang gì ạ? Đang đem những cái độc địa đó vào trong mình và mình cất giữ trong tâm của mình. Thì không biết là người ta có khổ hay không, nhưng mà chính lúc đó là mình đang khổ. Giống như một cái thùng rác ở giữa ngã tư đường á, ai quăng cái gì vô mình cũng nhận, sạch sẽ, thối tha, đất đá rơm rạ hay là cái gì vô mình cũng nhận. Đó là gì? Đó là một người dài. Cái người ta yêu vì một cái mũi dọc dừa, một con mắt bồ câu hay là một cái cằm vi lai gì đó là chuyện bình thường, đúng không? Là chuyện bình thường. Nhưng mà có người người ta điên đến nỗi như vậy này. Đó là tối ca không hay. Sao nữa? À, tôi đang nghe giờ ẹt. Nhưng mà sao? Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều. Thật không thể tin nổi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là tình yêu là cái lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim. Nói dối theo kiểu như thế nào ạ? Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi, giả vờ vui khi đang buồn tủi, giả vờ cười khi nước mắt đang rơi, giả vờ quên trong khi đang rất nhớ, giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều. Các bạn có biết hoa hồng không? À, hoa hồng cũng là một biểu tượng của tình yêu. Và khi người ta yêu nhau á, thì sao các bạn? Khi người ta yêu nhau thì người ta nâng niu những cánh hoa hồng và người ta quên đi những cái gai góc của nó, đúng không? Người ta quên đi những cái gai góc của nó. Nhưng mà khi ghét nhau rồi thì sao ạ? Người ta sẽ quên đi những cánh hoa hồng mà người ta nhìn chằm chằm vào những cái gai. Và người ta càng nhìn vào cái gai đó, người ta sẽ nắm lấy nó, càng bóp chặt lấy nó, thì chắc chắn rằng người ta sẽ bị tổn thương. Cho nên bạn đừng hỏi tại sao, tại sao mà tình yêu của bạn đau khổ, mà bạn phải hỏi rằng ngay bây giờ bạn đang nâng niu những cánh hoa hồng hay là bạn đang nắm chặt những cái gai. Trái tim ơi, đừng buồn nữa nhé. Tao biết mày đang nhớ tới ai, nhưng tim à, sao mày khờ quá vậy? Mày nhớ họ, họ có nhớ mày không? Thay vì mình cứ hát đi hát lại cái bài đó là đếm ngày xa anh, thì mình sẽ giọng dạc và hát to cái bài gì ạ? Anh cứ đi đi. Và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ, dứt khoát sẽ hát đó là thà là bỏ đi hết. Dù cuộc đời đau khổ đi nữa thì chúng ta vẫn hát lên. Và chúng ta sẽ thấy được rằng một điều rằng là mất tình yêu đôi lứa không có nghĩa là mất tất cả. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để cho bạn sống. Tình yêu như chiếc bút chì, lâu lâu không vót tức thì vứt toi. Hay người ta nói là đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dài. Người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân. Nhưng mà các bạn biết không, có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình, đã làm mọi cách, nhưng mà người ta vẫn cứ là người dân. Thì lúc đó làm sao các bạn? Làm sao ạ? Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, níu kéo nhau chi cho đời thêm khổ. Ai đó đã nói một câu là gì ạ? Only one thing is certain, that is nothing certain. Có nghĩa là có một điều chắc chắn,
là chẳng có gì chắc chắn cả. Có một điều chắc chắn ở trên cuộc đời này là chẳng có gì chắc chắn cả. Cho nên tình yêu dù có đẹp đến cỡ nào đi nữa, một ngọn lửa tình có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì nó cũng có khả năng bị dập tắt trong dung bão của cuộc đời. Dập tắt lúc nào mà không hay. Cho nên đối với những cái ai mà muốn giữ được cho tình yêu của mình được lâu dài thì phải luôn làm gì các bạn biết không ạ? Làm mới cho tình yêu của mình. Có một con thuyền sắp ra khơi và người ta tuyển mộ thủy thủ, thì một đám người thất nghiệp mới xin lên tàu để làm việc. Người thuyền trưởng mới hỏi rằng: các anh có kinh nghiệm để đi biển không? Thì những cái người thất nghiệp mới nói rằng là: chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi biển. Người thuyền trưởng mới nói rằng là: tôi không thể nào giao chiếc tàu cho các người chỉ biết trông cậy vào niềm tin. Khi mà sóng gió xảy ra thì các anh cứu con tàu này như thế nào ạ? Cho nên cuộc đời này cũng vậy các bạn, không ai trên cuộc đời này người ta giao phó cuộc đời của họ cho bạn khi bạn chỉ có trong lòng bạn là một cái niềm tin trống trơn. Người này nói rằng là: yêu cũng chết, mà không yêu thì cũng đai. Đó. Vậy thì thầy hỏi nhỏ các bạn xíu là thầy có nên yêu không ạ? Tại sao vậy ạ? Tại sao ạ? Tại sao thầy phải yêu ạ? Bạn này nói là cứ yêu đi vì đời cho phép. Cứ ngờ người tu không biết yêu, sống không tình cảm, sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời trong nếp sống quằn hiu. Vợ lẽ người tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều, sang hèn xấu đẹp đều yêu cả, tim này không biết rộng bao nhiêu. Thành ra là mình là người Phật tử thì Đức Phật nói là mình hãy nên chí thành và không có nên vọng ngữ, tức là mình phải tập từ từ. Có nhiều quý vị nói rằng là mình là người bây giờ đang còn sống ở trong đời sống bình thường, nhiều lúc cũng phải như thế này như thế kia, nói dối chút xíu. Thưa quý vị là tất nhiên mình không thể hoàn toàn giống như các vị Phật, các vị Thánh, nhưng mình phải tập. Mà cái tập ở đấy đó là đừng có gì, đừng có nói những cái điều mà làm hại cho người khác. Mà phải làm như quý vị, phải tập nhìn lại vào bản thân của mình. Càng nhìn vào bản thân của mình, đức hạnh của mình mới tăng trưởng và mình sinh âm đức. Khi mình có âm đức thì cái đức đó đó nó mới sinh ra được cái phước đức. Rồi từ đó mình những cái tai nạn, tai họa gì xảy đến cuộc đời của mình là nhờ cái âm đức, những cái phước đức của mình mà mình có thể vượt qua được. Mình mới học về một cái phần về cái sự thị phi thì mình thấy là cái nguyên nhân thứ nhất mà nó xảy ra cái tình trạng này đó là cái lòng tham. Mà cái lòng tham ở đấy nó sẽ biểu hiện bằng cái sự đố kỵ. Khi có cái sự đố kỵ thì người ta sẽ bày ra rất là nhiều cách thức để mà hãm hại lẫn nhau, để mà làm cho những cái người đối phương, những người đối thủ phải rơi vào những cái tình trạng đau khổ. Thì là một người Phật tử thì mình nên tránh. Còn nếu như một người mà không có cái sự tu tập trước những cái sự hơn thua, trước cái sự thúc dục của lòng tham, người ta thường sanh ra một cái tâm đó là gì quý vị? Cái tâm vô cảm. Và thứ hai nữa đó là vô trách nhiệm. Vô cảm đến nỗi mà nhiều lúc là mình có những người muốn hại người khác, nhưng mà quên một cái chuyện đó là hại người khác cũng chính là âm thầm hại chính mình. Giống như Đức Phật, trước những cái thị phi Đức Phật ngài không có tranh cãi, cứ giữ im lặng như vậy, rồi chuyện gì nó sẽ ra chuyện đó. Mà trong kinh Đức Phật ngài nói một câu đó là gì? Cái gì là loại cây thì cái đó sẽ tồn tại. Tức là cái gì có giá trị thật sự thì cái đó sẽ tồn tại. Cho nên ở đấy người Phật tử mình tu tập thì mình thay vì mình đi để ý những cái lời thị phi của người khác khi nói về mình hoặc là nói về một ai đó đó, thì mình hãy mỗi ngày phải tạo ra được cái giá trị thật sự cho bản thân của mình. Bằng cách là gì ạ? Giữ cho mình được 5 cái nguyên tắc đạo đức căn bản. Nếu mà quý vị, người nào mà giữ được 5 giới thôi á,
là người đó là một người trở thành vô cùng hoàn thiện ở trong cuộc đời này rồi, đúng không ạ? Quý vị thấy là có nhiều người vì cái sự đố kỵ hơn thua, vì cái sự thị phi để mà tố cáo, để mà làm đau khổ cho người khác á, thì chính ai là người khổ trước ạ? Bản thân cái người bày mưu lập kế là phải khổ trước, đúng không ạ? Ví dụ như mình bày một cái mưu mà mình phải tính là cái chuyện đó có hại cho người ta, phải là thê thảm hay không, phải là tan nhà nát cửa hay không, rồi cái chuyện đó bại lộ ra thì mình sẽ gặp cái chuyện vấn đề gì. Tức là ngày đêm suy tính như vậy thì chính mình là cái người khổ trước, chưa kể là khi tất cả mọi chuyện mà lộ ra đó thì sẽ đau khổ hơn. Cho nên như Đức Phật nói ở trong cái phần Kinh Hiền Nhân, quý vị thấy là kẻ mà vu khống hại người á, thì kẻ đó sẽ rước lấy tai họa, chết sẽ rơi vào địa ngục và gặp lấy những cái tai ương trong hiện tại. Quý vị là những người đấy mà quý vị là những cái người có giá trị á, bản thân của mình là một con người có giá trị á, dù cho bao nhiêu người ném vào quý vị những lời nói không hay, những cái điều không có phải, thì giá trị của mình không hề mất, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây Tâm Nguyên có một tờ 100 đồng mới và một tờ 100 đồng đã được vò nhăn nheo hết, thì quý vị thấy nghĩ là nó có khác nhau không ạ? Không có khác nhau. Thậm chí là một tờ 100 đồng tiền rách, đúng không ạ? Mình vẫn đi ra ngoài ngân hàng, mình vẫn đổi lại, giá trị của nó y như vậy, không có khác gì cả. Cho nên nếu như mình có giá trị thật sự ở trong cuộc đời này, thì dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vững vững như kiền ba chân. Là một người Phật tử thì mình được Đức Phật chỉ dạy là mình có 5 cái nguyên tắc đạo đức, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là 5 giới, hay còn gọi là 5 nguyên tắc đạo đức. Nhưng mà ở đây về cái miệng của mình là cái giới gì quý vị? Không nói dối, đúng không ạ? Không nói dối chỉ là nói tóm tắt, nhưng thật ra trong không nói dối có 4 điều. Đó là không nói dối, không nói lời thiêu diệt, không nói lời hai chiều, và không nói lời độc ác. Nếu như một người Phật tử mà mình giữ được cái giới về cái miệng, tức là mình tu về cái miệng không, là mình sẽ không bao giờ rơi vào cái chuyện thị phi. Tại vì chuyện có thì mình nói có, chứ không có gì. Chuyện có nói không là thuộc về cái gì? Nói lời gì quý vị? Thiêu diệt, tức là nói trái với sự thật. Cuộc đời này vô thường, dù người ta nói một tiếng, mình nói một tiếng cũng chẳng được cái gì cả, đúng không ạ? Mà Tâm Nguyên hay chia sẻ cho quý vị một câu mà người miền Trung hay nói đó. Có chi mô, rồi cũng xuống mồ, đúng không ạ? Tức là có sao đâu, rồi mình cũng chết thôi à. Hôm nay mình hơn mình cũng chết, mà hôm nay mình thua là mình cũng chết. Cho nên đó cũng giống như là một câu thần chú cho ai hay nổi nóng. Có chi mô, rồi cũng xuống mồ. Trong một bài kinh khác, bài kinh nói về sức mạnh, thì Đức Phật mới nói rằng là sức mạnh của người phụ nữ đó chính là sự phẫn nộ, đúng không ạ? Khi một người phụ nữ mà giận lên là sợ lắm, đáng sợ lắm, đúng không ạ? Sức mạnh của một đứa con nít đó là tiếng khóc. Sức mạnh của một kẻ trộm đó là vũ khí. Sức mạnh của một người làm vua đó là uy quyền. Sức mạnh của một người ngu đó chính là sự áp đảo. Tức là khi mà cái người mà không có trí tuệ, ai nói gì đó họ còn muốn áp đảo, muốn hơn. Và sức mạnh của một người hiền trí đó chính là sự cảm hóa. Người mà hiền trí, sức mạnh lớn nhất của họ là có thể cảm hóa được người khác. Và sức mạnh của một bậc đa văn tức là một người học rộng hiểu nhiều, đó chính là sự thẩm sát. Thẩm sát ở đây có nghĩa là có thể phân tích thấu đáo, hiểu biết vấn đề một cách thấu đáo. Nhưng mà sức mạnh của một vị sa môn đó là gì quý vị? Đó chính là sự nhẫn nhục. Sa môn ở đây là nói chung cho những người biết tu tập, biết hướng thiện, hướng thường, hành theo lục độ ba la mật. Cho nên sức mạnh của một người Phật tử của mình đó là gì ạ? Đó là đức tính nhẫn nhục. Lấy nhẫn nhục làm căn bản, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Nếu như mình tu tập, mình không có được tâm từ bi, không có được đức nhẫn nhục, và quan trọng là không có trí tuệ đó,
thì mình sẽ hành động theo bản năng của mình. Hồi nãy có nói quý vị một câu là gì? Nóng giận là gì? Nóng giận là bản năng, tịnh lặng là bản lĩnh. Nóng giận là bản năng rồi, cái đó ai cũng có trong, nhưng mà tịnh lặng là bản lĩnh. Người mà tịnh lặng là người có bản lĩnh mới tịnh lặng được, chứ không phải ai cũng tịnh lặng được. Có nhiều người bây giờ hay lan truyền nhau một cái câu là gì ạ? Bạn cứ sống lương thiện rồi trời xanh sẽ tự an bài. Quý vị nghĩ câu đó đúng không ạ? Bạn cứ sống lương thiện rồi người ta sẽ ngồi lên đầu của bạn. Lương thiện như thế nào? Đúng không ạ? Lương thiện như thế nào mới được? Chứ không phải là mình nói bây giờ mình tu hành nhẫn nhục đi ra đường, ai nói gì mình cũng im hết trơn á. Ai nói cái gì không đúng mình cũng im. Cái đó gọi là bạn cứ lương thiện đi rồi người ta sẽ ngồi trên đầu của bạn. Ở đây tất cả quý vị là những người lớn, mình có con, mình có gia đình. Nhiều lúc mình ra đường, mình thấy những bạn trẻ mới lớn lên có những hành động không có đúng, thì trong tâm của mình liền khó chịu, đúng không ạ? Mình khó chịu, mình càm ràm, mình nói này nói kia. Nhưng mà xin nhớ là mình cũng có con. Nếu mà không khéo đó, có chừng gì ạ? Nhân quả. Nhân quả đúng không ạ? Mình la con người ta, mình chê bai con người ta, mình nói này nói nọ với con người ta. Nhưng mình không nghĩ rằng là biết đâu con mình đi ra ngoài đường mà lỡ nó có làm sai một xíu á, thì mình mong thiên hạ lá rầy con mình hay là bao dung cho con mình ạ? Bao dung chứ, đúng không ạ? Bao dung. Thành ra người nào cũng vậy, người nào mà sống ở trong cuộc đời này chỉ cần bình tâm một xíu, lắng lòng lại chút xíu thì mới có thể mở được cái tâm thương yêu ra được. Đức Phật Ngài nói rằng cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là sao ạ? Tức là năm thứ mà không có được tốt đẹp, sạch sẽ, thanh tịnh. Gồm có là thứ nhất là kiếp trược, thứ hai là kiến trược, thứ ba là phiền não trược, thứ tư là chúng sanh trược, và cuối cùng là mạng trược. Kiếp trược tức là đời sống mỏng manh, có đó thì mất đó. Thứ hai là kiến trược tức là có những cái thấy biết sai lầm, vô minh mà đau khổ. Thứ ba đó là phiền não trược tức là luôn phải sống trong cái cảnh phiền não, khổ đau. Thứ tư đó là chúng sanh trược tức là mình sống chung với những chúng sanh cũng có rất là nhiều sự đau khổ giống như mình. Và cuối cùng là mạng trược, có nghĩa là một đời sống ngắn ngủi, mang một cái thân thể bất tịnh, khổ đau. Nên không ai có thể tài giỏi nói rằng là tôi là cái người nhẫn nhục hết trơn. Nhưng mà mình gì ạ? Mình phải tập hàng ngày, tập từ từ, đúng không ạ? Tập từ từ. Ngay cả bản thân quý thầy cũng vậy, cũng có những lúc sân si như thường, chứ đâu có phải là thần thánh đâu. Cho nên mình học được thì mình có sự thông cảm ấy quý vị, có sự thông cảm. Đức Phật chia ra ba cái hình thức để bố thí. Bố thí đầu tiên đó là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là gì ạ? Vô úy thí. Tài thí là mình đem của cải vật chất, những cái gì mình có để sáng sẻ cho người khác. Pháp thí tức là mình đem cái sự hiểu biết để cho người khác. Và cái thứ ba là vô úy thí, đó là đem lại sự bình an cho người khác. Mình không có của cải thì mình đem cái sự hiểu biết giúp đỡ cho người khác. Mình không có sự hiểu biết thì mình cũng đem đến cái sự bình an cho người khác. Chẳng hạn như quý vị ở đấy, mình nói, có những người nói mình đâu có đủ khả năng để đem đi sự bình an cho người khác đâu. Nhưng thưa quý vị là có chứ. Mình không có đem lại sự bình an cho người khác, nhưng mà sống đừng có phạm pháp phạm luật, đúng không ạ? Đi ra đường đừng có người ta thấy mình, người ta đừng có sợ, đúng không ạ? Có những người không có làm gì trơn mà đi ra đường ai thấy người ta sợ. Nên mình bố thí rất là đơn giản, là mình sống mà mình không có phạm pháp phạm luật. Trước khi mình có được quả vị căn bản ở trong đạo Phật, đó là tu đà hoàng, không thì mình phải tu đàng hoàng trước. Tức là mình muốn tu được quả tu đà hoàng là sơ quả thánh quả đó, thì mình phải tu đàng hoàng trước cái đã. Mình trở thành một con người đàng hoàng rồi, từ một con người đàng hoàng mới thành Phật thành thánh được. Tức là biết sống có trách nhiệm. Ví dụ như mình có trách nhiệm với xã hội, mình đem sự an tâm đến cho người khác, đó là tu tập lòng từ bi rồi. Mọi người ý thức một chút xíu, đó là tu tập lòng từ bi. Mỗi lúc mà bước vào cửa chùa, quý vị hay thấy cái chữ gì ạ? Cửa gì ạ? Cửa từ bi, đúng không ạ? Thường thường người ta nói là cửa chùa là cửa từ bi, đúng không ạ? Bước vào cửa chùa là chỉ cần đặt cái bước chân đầu tiên là mình hỏi rằng là tôi có từ bi không ta? Tôi đi chùa mà tôi có từ bi hay ta? Hay nãy mà đi mới lên chùa mà tự nhiên thấy cái cô cái nói mấy câu cái mà mình giận liền. Thì như vậy là không phải bước vào cửa từ bi, mà đang bước vào cửa gì ạ?
cửa địa ngục. Thành ra tự nhiên chùa người ta đẹp như vậy mình biến chùa thành cái địa ngục. Chùa không có tội mà tự nhiên mình đem cái sự đau khổ đến cho ngôi chùa, đúng không ạ? Thành ra mỗi người Phật tử mình chỉ ý thức một chút xíu thôi, cứ bước chân tới chùa, mỗi bước chân tới chùa đó là bước chân của từ bi. Và từ bước chân ở tới chùa này mình bước ra xã hội, mỗi bước chân của mình là bước chân của tình thương, thì cuộc đời nó sẽ khác. Mỗi người mình một chút xíu thì nó mới tạo ra được một cái năng lượng bình an cho xã hội được. Tổng Nguyên có làm một bài thơ đó là: ai rồi cũng ra đi, bằng lòng chỉ được mất, những điều gì chân thật đất trời từ khắc ghi. Ai rồi cũng ra đi thì không có bằng lòng chỉ cái chuyện được mất, nhưng mà những điều gì chân thật thì đất trời sẽ khắc ghi. Điều chân thật đó có thể là điều xấu, mà cũng có thể đó là điều tốt, đúng không ạ? Cái xấu cũng là cái thật, mà cái tốt cũng là cái thật. Cho nên cái xấu cái tốt cuộc đời nó biết hết trơn á. Mình không cần phải từ tố vẻ hay từ làm cái gì cả. Điều quan trọng bây giờ của mọi người mình sống thì làm sao mà như Đức Phật nói, mình tăng trưởng được cái sự thiện lành, giảm bớt sự xấu ác của mình. Mà muốn như vậy thì phải thực tập lòng từ bi thôi, căn bản đầu tiên mà cũng là cuối cùng cho con đường thành Phật. Nếu không có lòng từ bi, tức là không có tâm thương yêu mở rộng, thì mình không phải là con của Phật. Cho nên muốn biết được một người có tu tập hay không á, thì dễ lắm. Mình nhìn vào người đó, mỗi ngày tâm của họ có mở rộng ra hay không, hay là càng tu càng lòng càng hẹp lại. Ai đồng chút nổi nóng, đúng không ạ? Ai đồng chút cái là nổi sân liền, cái đó là không có tu. Trước hết một người mà thực tập tâm từ bi ấy, là mình cũng có thể cảm nhận được ở chỗ là khi mình đứng gần người ta, tự nhiên mình cảm thấy có cái cảm giác rất là an lành, đúng không ạ? Không cần nói năng nhưng mà cũng cảm giác rất là an lành. Và khi mà người có thực tập tâm từ bi, người đó mới thực sự bắt đầu bước vào con đường của sự tu tập. Có một ai đó nói một câu cũng rất là vui, đó là: khi tâm hồn khô cạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi, đúng không ạ? Quý vị nghe câu này nhiều lần chưa? Khi cái tâm hồn mà khô cạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Có người ta một khi mà không có tâm từ bi, tâm mà không được rộng lượng, thì người ta có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Một khi tâm hồn đã khô cạn, đúng không ạ? Tại sao quý vị cười? Đức Phật Ngài nói việc mà Ngài làm về cuộc đời này rất là đơn giản. Đó là gì quý vị? Là vì thương tưởng cho chư thiên và loài người, đúng không ạ? Tức là vì tình thương mà đến với cuộc đời này. Nhưng mà các ngài không có thương chúng sanh, các ngài không tới đây. Tại vì các ngài đã thành Phật, tức là đã thành tựu hết tất cả mọi cái gì mà trong cuộc đời này các ngài đã thành tựu rồi, thì không cần phải làm gì nữa. Mà trong kinh gọi là việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, và không còn tái sanh trong luân hồi sanh tử nữa. Mà sợ gì các ngài có mặt ở đây là vì tình thương. Nếu mình khoác lên mình mảnh áo của một người Phật tử mà mình không có chút từ bi nào hết thì cái đó mình phải coi lại. Lúc đó mình không phải là con Phật mà con ai quý vị? Con ma. Rõ ràng vậy thôi, không có phải. Không con Phật thì là con ma thôi.